Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái map nâng cấp kiếm nữa các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cần phải nâng cấp cây kiếm của chúng ta lên ha. Và đầu tiên thì hiện tại là chúng ta đang cầm sở hữu cây kiếm gì không biết nữa. Ui ôi, cái gì đây? Ôi, quá ghê gớm luôn các bạn ơi. Mở lấy kim cương, còn đây là gì? Mở, ui, được thêm mớ nữa, quá ghê gớm. Ui, cái gì vậy? Từ từ, bình tĩnh, không có chuyện gì mà khó. Cái này là gì vậy? Thợ trẻ, hồi 50 máu à. Legendary. Mấy cái này ghê ta, mấy cái này cũng nhiều kiếm ta. Ai da, Phúc mày chuẩn men với chúng tôi. Từ từ, làm sao trao đổi nha. Từ từ, mình sẽ chơi game gì cày thế nhờ. Ông này lấy đâu cái kiếm là xong bắt đầu đi hành gà nha. Ai da, ông này ở đâu cày thế rồi. Để mình coi có trong này không. Cái thế là có thế nào cũng có thể. Cái bấm lộn thế nào chắc chắn là cây kiếm thế nào nó cũng phải có ở trong này. 85 xu. Cày thế rồi, không được. Cày quá. Đây. Lấy luôn cây này, được chưa? Rồi chết ông với tôi rồi. Tôi mà nhận cái cây này thì thôi. Ông đứng yên đó. Đứng yên. Sao nào? Ai nữa nào? Lên đường, được chưa? Mình là gì màu ấy á? Đây. Xong rồi đó, xong mấy ông rồi đó. Mấy ông tính tiền cho tôi. Tính tiền, game pay to win. Chơi mà không cho người ta chơi gì cả. Trao đổi kiếm mạnh xong rồi hả? Không cho người ta chơi. Tránh ra, đi ra chỗ khác. Đừng ai ép xét tới tôi hết. Sao nào? Đấy, được chưa? Sao? Mấy ông hiểu cái cảm giác mà bị hành chưa? Cái ông hút chuẩn men này. Ôi ghê. Ông hút chuẩn men là kinh nha, bán kinh nha. Đây. Cảm giác bị hành chưa? Chứ ở đó mà cứ me cứ không cho người ta. Ôi, mỗi lần mình giết là bắt buộc mình phải giết các bạn ơi. Nếu như mình muốn cái gì? Lộn người rồi bạn ơi. Ở đây không? Ok. Gì vậy? Chuẩn men này quýnh hoài ta. Cày thế rồi. Đây, cái này giống bắn súng vậy bạn. Chơi game mà bắn súng vậy. Đây mình chỉ giết mỗi ông Phúc chuẩn men thôi. Ok. Có cái ông gì lu gì ta, Lupin đại đế kìa. Ai già vô đây. Lupin đại đế đây, thấy rồi. Đây, ông này nói chung là game này giống game pay to win quá các bạn ơi. Đây. Ui mà mình chưa có giáp các bạn à. Chủ yếu là mình đang thiếu giáp đó. Mình đứng đây bị chết không ta? Biết mình đứng đây bị chết không nữa. Đứng đây mở rương chút các bạn. Ui ơi, chưa kịp mở rương nữa, từ để coi có giáp dũng đâu gì không? Hình như là không có giáp hay sao á, trang bị thiết giáp không có bạn ơi. Không có. Ok, vậy là giáp phải chế các bạn mà chơi. Đứng chế gì mà khó chịu thật sự chứ. Giáp gỗ lên. Đúng rồi, lên giáp vàng, lên giáp kim cương, lên thoải mái đây. Nhưng mà sao có một cái gì đây ta? Sử dụng để tăng 70% phòng thủ. Sử dụng sao? Sử dụng để tăng 70% phòng thủ. Nhưng mà sử dụng như nào chứ? Sử dụng như nào chứ? Lupin đại đế đâu rồi? Ai da? Ai da, phút chuẩn men là tới Lupin đại đế à. Đấy, nói chung là cái game này đứng là chém như thế này thì hơi nhàm chán các bạn, thật sự. Không phải là mình kiểu mình bỏ xiềng ra rồi mình kiểu ê đúng không, mua chơi kiểu này khác gì game bắn súng đâu. Mà đứng xuyên tường vẫn chết à. Đây từ từ mình thử đứng đây mình đánh thử coi, chết không? À, không chết, ông xuyên tường được, nhưng mà kiểu ông đánh cái chiều nó vô á, mà đi ngang vô là mình cũng đi luôn các bạn. Cày thế nha. Lupin đại đế. Sáu họ. Mentakill cày thế. Giờ chỉ có mình giết được ông đó thôi anh em, mình giết được ông đó, giết được mình thôi. Chứ còn ngoài ra không ai giết được nhau, không ai giết được mấy ông này á, tại vì cái kill nó quýnh xa vãi cả chưởng. Quýnh xa lay luôn à. Quýnh xa mà coi như là lay thật sự luôn á. Đấy, né đây, né hộ. Ơi coi à. Mày coi à, né thế nào được, lé thế nào được mà lé. hiện tại là mình đang màu xanh lá. Mày đó giờ này em vô trước đây rồi đứng đây. Đấy, mình cứ chịu chưởng thôi. Chung là mình cứ chịu chưởng như này là mấy ông nó đi hết à. Sống thế nào được mà sống. Đấy, đứng này chịu tiếp vào bên này luôn. Chưởng hai. Ơ ôi ơi, game lắc à. Cái gì mà vẫn chết được các bạn. Nói chung là game này giống như game bắn súng vậy các bạn. Bỏ ra 85 đậu xong bắt đầu coi như là cầm mấy cái kiếm thì coi như là vip nhất rồi bắn như này thì chơi bời gì nữa các bạn. Đúng không? Game này học định nói chung là chơi thì cũng vui thôi, giải trí thôi các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà không có kiểu điều kiện á thì tốt nhất không chơi lên, không nên chơi game này đâu bạn. Vô game chơi ức chế thêm á. Thì có mấy ông có đậu này giống như mình nè. Thì tại ông kia ông cứ giết mình hoài chứ. Chứ không mình cũng định chơi nâng cấp từ từ thôi. Nói chung là đừng có bay tư nguyên quá. Cái này làm nó bị lệch quá các bạn ơi. Đấy, cho nên là cũng ấy. Đấy, Lubin đại đế núp luôn mà đâu có dám gọi là nhón nhén gì đâu. Đây để mình để này. Ôi sao sao quăng gì mà không ơi. Gì? Tôi đây. Gì? Đòi ăn tươi nuốt sống người ta à. Đúng là phúc ấy mà. Phúc chuẩn men mà, chưa chuẩn men lắm. Không, đừng quýnh mấy ông kia, quýnh mỗi phút thôi. Quýnh mỗi phút thôi. Đứng đây quýnh mỗi phút rồi các bạn, không quýnh mấy ông khác đâu. Đấy, đứng đây ke mỗi phút thôi. Chứ cũng quýnh ai ngoài phút hết á. Chỉ có phút. Ôi dồi, khó thế. Nói chung là khó lắm các bạn. Nói chung là bạn nào á mà muốn chơi những cái game cày thì kiếm những cái map khác bạn ơi. Mấy map này không phải là map để cày đâu. Map này chơi bay to win lắm. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình ở giây phút này. Nếu như bạn nào thích thì đừng quên để cho mình một like, một share, cũng như mua một cái đăng ký. Nói chung là bạn nào có ID nào map nào hay thì bạn comment bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn những video clip kế tiếp nha. Bye bye.